Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay tại Bắc Bộ trời vẫn tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến là từ 7 cho đến 10 độ. Riêng khu vực vùng núi từ 4 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ và có thể xảy ra sương muối băng giá. Quý vị và các bạn cần phải tiếp tục có những phương án chuẩn bị để tránh những tác động tiêu cực đến cây trồng, vật nuôi cũng như sức khỏe. Sáng ngày mai trưa chiều trời giảm mây, hứng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng 17 đến 20 độ. Tại trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình tại khu vực đồi núi cao nên phía tây khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến là từ 10 cho đến 30 mm, có nơi là trên 60 mm. Mưa lớn kéo dài nên người dân ở trên khu vực cần phải hết sức cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng có thể xảy ra. Với nhiệt độ, trời vẫn tiếp tục ra đậm ở phần Bắc Trung Bộ với nhiệt độ sẽ dao động từ 8 đến 19 độ. Phần Trung Trung Bộ, nhiệt độ sẽ dao động từ 13 đến 23 độ. Còn lại, các tỉnh thành Nam Trung Bộ trong khoảng 20 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sáng sớm có thể xuất hiện mưa rải rác. Riêng tại Đông Tây Nguyên, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến 24 đến 27 độ, Nam Bộ và khoảng 29 đến 32 độ. Đến với những thông tin thời tiết ở trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng phía tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ.